huấn luyện viên Tusi lấy Brazil làm tấm gương cho đội tuyển Việt Nam, tin Dụng Văn Quyết. Huấn luyện viên Philip Tusi đã lấy Brazil làm tấm gương để đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực cố gắng. Chiến lược gia người Pháp cũng khẳng định Văn Quyết nằm trong kế hoạch của ông. Một ngày sau khi sớm giúp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Việt Trì, Phú Thọ, huấn luyện viên Philip Tusi đã có mặt ở Nam Định để cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Palestine. Nói về quá trình chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam, ông Tusi chia sẻ, vai trò của tôi là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Cả hai đội tuyển không có một ranh giới nào cả. Chúng tôi chung một tầm nhìn, cách chơi, tổ chức. Cả hai cũng cùng có mục tiêu là chiến đấu vì danh dự của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng tôi đã có sự phân chia các nhóm tuổi sao cho hợp lý, hướng tới những giải đấu ở các cấp độ khác nhau. Đội khao khát hướng tới việc vươn tầm ra ngoài khu vực Đông Nam Á. Trong đợt tập trung lần này, chúng tôi di chuyển giữa Việt Trì, Hà Nội và Nam Định. Tôi coi đó là công việc, không khó khăn gì cả. Toàn đội cũng đã có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, theo sát các đội tuyển khác nhau trước khi có những báo cáo cho tôi. Huấn luyện viên Tusi lấy Brazil làm tấm gương cho đội tuyển Việt Nam học hỏi. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua hai trận đấu giao hữu quốc tế gặp Syria và Hồng Kông, Trung Quốc trong tháng 6 vừa rồi. Cả hai trận đấu, Việt Nam thắng sát nút 1-0. Nhiều người vẫn hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ cải thiện nhiều hơn ở mặt trận tấn công. Về điều này, ông Tusi giải bày với phóng viên bóng đá, nhìn từ phương diện nền tảng cầu thủ và góc độ bóng đá Việt Nam. Như các bạn thấy, cầu thủ còn thiếu sót khác nhiều về chất lượng, từ đường chuyền, tình huống cơ bản, khống chế, nhận bóng. Tôi mong các huấn luyện viên ở cấp độ trẻ có thể giúp các cầu thủ cải thiện năng lực cá nhân cơ bản. Trên đội tuyển, chúng tôi cũng cố gắng cải thiện để tạo nên bước nhảy tốt hơn. Trong đó, tôi chỉ dẫn cho họ về đấu pháp sao cho hợp lý. Với những phương án khai thác khoảng trống, sơ hở đến từ đối thủ, cầu thủ hiểu được điều đó. Nhưng khi vào trận thì chuyện thực hiện hóa điều đó còn hạn chế. Phong độ ấn tượng ở V-League giúp Văn Quyết, số 10, có tên trong kế hoạch của huấn luyện viên Tusi. Ông lấy tấm gương của Brazil, Nhật Bản để biết Việt Nam phải cố gắng như thế nào. Ví dụ trong một tình huống, Brazil thực hiện 2 lần để ghi bàn, Nhật Bản cần 3 lần để làm điều đó, trong khi Việt Nam cần tới 10 lần để ghi bàn. Cầu thủ chúng ta chưa có hiệu suất cao như vậy. Chúng ta cần những phương án để cải thiện nền bóng đá Việt Nam, từ cơ sở vật chất, chất lượng bóng đá trong nước cho đến việc các cầu thủ phải cố gắng ra nước ngoài và cạnh tranh vị trí được tại đây. Liên quan đến Văn Quyết, trước câu hỏi về kế hoạch sử dụng vua phá lưới nội V-League tại đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Tusi chia sẻ, tôi không khép lại cánh cửa đội tuyển Việt Nam với bất cứ cá nhân nào. Tôi đã triệu tập và làm việc với 80 cầu thủ ở đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam. Năng lực của Văn Quyết là rõ ràng. Ở mùa giải năm nay, dù treo giò tới 8 trận nhưng cậu ấy vẫn thi đấu tốt ở V-League. Tôi chưa thể nói rõ kế hoạch dùng Văn Quyết thế nào, nhưng cậu ấy nằm trong sự tính toán của tôi. Sau tất cả, từ các trận giao hữu đã qua và tới đây, đó sẽ là thử nghiệm mang tính tối đa để làm sao ở tháng 11 tới tại vòng loại World Cup, tôi có được đội hình mạnh nhất.